Nadege Kuguimiya tăng động hoàn toàn khác trong Bố Yêu Trong Vũng Ngò Ôm với Beau Meilada. Bộ phim Bố Yêu Trong Vũng Ngò Ôm hiện đã phát sóng được hơn nửa chặng đường và trở thành một trào lưu mới trên mạng xã hội. Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên chính là Nadege Kuguimiya và Beau Meilada. Bộ phim xoay quanh làng nông Phác Kê Giang, một ngôi làng nhỏ ở vùng Isan, kể về câu chuyện của anh chàng Kiel, Nadege Kuguimiya thủ vai. Có người bạn gái chơi thân từ thủa thơ ấu, lớn lên trở thành bạn đời tên Chompu, Beau Meilada thủ vai. Nam chính trong phim Nadege Kuguimiya đóng vai trò như linh hồn của bộ phim vậy. Nhân vật Kiel đã làm rất tốt vai trò dẫn dắt tình tiết phim. Qua bộ phim này, người hâm mộ của nam thần Đài Ba có thể tự tin vỗ ngực về thần tượng của mình khi anh ấy quá giỏi. Nadege Kuguimiya đã thể hiện những gì trong Bố Yêu Trong Vũng Ngò Ôm. Để có thể hóa thân thành nhân vật Kiel, Nadege Kuguimiya đã phải học tiếng Isan. Thậm chí anh ấy còn dạy tiếng Isan cho những diễn viên khác vì khả năng tiếp nhận của cậu ấy rất nhanh nhạy. Khán giả sẽ thấy một Nadege tăng động bội phần khác hẳn với những vai diễn trước đây. Hay ở nhiều phân cảnh chung với Chompu, khán giả sẽ thấy Kiel thường làm mấy trò khủng điên nhưng vẫn dễ thương. Khi diễn xuất của anh quá nhập tâm vào nhân vật, người xem nhận xét rằng Nadege diễn như không diễn. Đôi khi họ còn nhìn thấy chính hình ảnh của Nadege trong phim. Có thể bạn chưa biết, Nadege Kuguimiya chính là người sáng tác và thể hiện hai ca khúc nhạc phim. Vì đây là bộ phim thuộc thể loại hài hước, vui nhộn, mang âm hưởng nhạc đồng quê, bạn trai của Yaya Urasaya không chỉ làm tốt việc diễn xuất mà còn cân luôn phần nhạc phim. Khán giả được dịp thưởng thức tài năng ẩn giấu của anh chàng này. Chia sẻ về vai diễn gây sốt của mình, Nadege Kuguimiya cho biết: "Nhiều người nói rằng phim này tôi diễn như không diễn vậy. Nhân vật Kiel là người khá bướng bỉnh, thêm cả chuyện là con một nữa nên có phần ích kỷ. Phim này tôi phải điều chỉnh diễn xuất sao cho khùng khùng hơn. Càng về cuối phim sẽ càng có nhiều cảnh lãng mạn hơn, tôi tin rằng khán giả sẽ thích. Ngoài sự hài hước ra, mọi người còn được biết thêm những kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, bao gồm cả việc lồng ghép thêm nhiều câu chuyện về các mối quan hệ của nhân vật và lối sống của dân làng. Tôi nghĩ rằng nó rất có sức hấp dẫn. Thật sự tôi rất hết mình với bộ phim này, từ diễn xuất cho đến việc hát, nhảy, đầy đủ các phong cách, đảm bảo mọi người chưa từng thấy ở đâu." Đây là lần đầu tiên Beau Meilada làm việc chung với một nam thần tượng nổi tiếng như Nadege Kuguimiya. Khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng vào hiệu ứng màn ảnh giữa cả hai. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 bày tỏ: "Về độ phim trên màn ảnh, chuyện này thật sự khó nói. Hai nhân vật này sinh sự với nhau từ đầu đến cuối luôn. Như em đã nói, khán giả hãy chờ xem và cảm nhận. Về cảnh yêu đương thì cũng đã xin phép trước, nhưng ai cũng hiểu là cảnh thân mật không có nhiều." Trong khi Nadege Kuguimiya được biết đến là nam diễn viên chủ chốt của đài CH3, thì Beau Meilada lại là nữ diễn viên ra mắt ở đài CH7 và chuyển nhà sang đài CH3. Cặp đôi visual này đang khiến cho khán giả phải mất ăn mất ngủ.